Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên chúc tất cả các bạn các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều vui và được hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị những cái dòng xe Honda phổ thông, xe Honda xe số các bạn. Và trước khi giới thiệu với các bạn các anh chị những chiếc xe số phổ thông, thì xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe tay ga. Nồi đồng cối đá, đó là em Suzuki Hayate. Đây là chiếc xe Suzuki Hayate màu nâu vàng, rất là cứng nha các bạn, và xe cũng còn khá là liền lạc đẹp. Chiếc xe Suzuki Hayate màu nâu vàng này chạy rất là bền, máy móc cực chất, xe thì cũng còn khá là liền lạc. Và với những cái chiếc xe Suzuki này thì em nó đi rất là ngon nha các bạn. Đi xa rất là bền, xe cục máy rất là chắc luôn. Và với chiếc xe Suzuki Hayate này mang biển số 59M124862 thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá tiền là 4.600.000. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và kế nữa mình xin giới thiệu với các bạn cái mẫu siêu phẩm, đó là Honda Way Alpha, rất là đẹp, hồ sơ cầm tay luôn các bạn, và được dọn mới đó. Và với chiếc xe Honda Way Alpha này thì rất là đẹp. Đẹp là vì sao các bạn? Vì dọn rồi nó mới đẹp nha các bạn, còn bình thường thì chắc nó cũng không đẹp như vậy đâu, bởi vì dàn áo quá mới mới tinh. Cái gì mà dặn rồi thì nó đẹp thôi. Thì với một chiếc xe Honda Way Alpha đã dọn qua rồi, còn mới tinh, dọn qua thì nó mới, và hồ sơ là cầm tay, hồ sơ là cầm tay nha các bạn, nên khi các bạn các anh chị tới là sẽ được mời ra bấm biển số mới liền. Hoặc là các bạn các anh chị ở quận nhà thì sẽ được chuyển về và bấm biển số ở quận nhà luôn. Và với chiếc xe Honda Way Alpha này thì mình mong muốn bán với giá là 12 triệu nha các bạn. Và kế nữa là một cái chiếc xe Supreme. Chiếc xe Supreme này thì cũng khá là xấu, không có đẹp, nhưng mà nó còn thấy nó cũng bình thường thôi, nó không có đẹp, theo mình đánh giá là không có đẹp, tem zin nhưng mà nó chạy chóc tùm lum hết nè các bạn. Và với chiếc xe Supreme này, em nó mang biển số 51T75795 này, thì mình mong muốn bán với giá là 13 triệu. 13 triệu cho chiếc xe Honda Supreme. Và kế nữa là một cái chiếc xe Honda Way Alpha rất là đẹp. Đây là chiếc xe Honda Way Alpha màu trắng. Way Alpha màu trắng. Màu trắng tinh. Màu trắng chinh nguyên. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Lốp đen, Way Alpha lốp đen đời mới. Và với chiếc xe Honda Way Alpha này, Way Alpha màu trắng đẹp, thiệt đẹp này, em nó mang biển số là 59E180982. Và với chiếc xe Honda Way Alpha này thì mình mong muốn bán với giá là 15 triệu. 15 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chị cũng có một chiếc xe Honda Way Alpha giống vậy, nhưng mà nó khác cái là màu xanh ngọc. Và cái xe này nó được dán keo nguyên chiếc nhưng mà nó hơi xấu hơn chiếc màu trắng một chút đó, cũng là lốp đen nhưng mà nó cũng là sơn pin khá là liền lạc. Và với chiếc này em nó mang biển số là 59S281258. Và với chiếc xe Honda Way Alpha lốp đen màu xanh ngọc này thì mình mong muốn bán với giá là 13 triệu 500. Rồi, thế nữa là xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda Rim Lùng. Chiếc xe Honda Rim Lùng bánh mâm. Rim Lùng bánh mâm, máy êm, đi cày rất là tốt. Honda Rim Lùng.
và với chiếc xe Honda Rim lùng này em nó mang biển số là 53S97187. Và với chiếc xe Honda Rim lùng này thì mình mong muốn bán với giá là 6.500.000 Honda Rim lùng. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda Wenfa. Wenfa màu đỏ. Quay quay này là quay RS chứ. Đó, xin giới thiệu với các bạn các chị đây là chiếc xe Honda quay RS màu đỏ, bánh cầm nó đĩa. Và với chiếc xe Honda quay RS này cũng còn khá là liền lạc, sạch sẽ. Máy im ru. Em này mang biển số là 52I29885. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 10.500.000. 10.500.000. Rồi, các bạn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chiếc xe Taiga Yamaha Noya FI phun xăng điện tử màu đen bóng. Rất là mới. Xe này thì phù hợp các bạn học sinh hay là các chị em phụ nữ thì mua đi chợ, rất là nhỏ gọn, rất là dễ thương. Em này mang biển số là 59S2 45913. Và với chiếc xe Yamaha Noya này thì mình cũng muốn bán với giá là 13.500.000. 13.500.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn chiếc xe Honda Vision. Đó, chiếc xe Honda Vision màu đen, màu đồng khối đá. Xe này cực kỳ êm, cực kỳ bò, cực kỳ lợi xăng luôn các bạn. Rồi với chiếc xe Honda Vision này, đó, chiếc xe Honda Vision này em nó mang biển số là 59T1 29562. Và với chiếc xe Honda Vision này thì mình không muốn bán chiếc xe Honda Vision này, đó, chiếc xe Honda Vision màu đen này với giá tiền là 13.500.000. 13.500.000 nha các bạn. 13.500.000. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chiếc xe Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way Alpha lốc đen. Way Alpha lốc đen nhưng mà hai dàn áo quay hai dàn áo quay thái. Và vô đồ chơi mấy cái ốc tán cầm vậy đó, nhìn nó rất là sáng cái xe. Vô diện áo luôn đó, cái hôn xịn luôn, bô bô xịn rồi, hôn xịn luôn. Em này mang biển số là 51S5 9841. Và với chiếc xe Wenfa này thì máy móc là còn nguyên zin luôn nha các bạn. Và với chiếc xe này thì mình không muốn bán với giá là 23 triệu. 23 triệu cho một chiếc xe vô đồ chơi cũng khá là đẹp kiển. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là chiếc xe Honda Future X. Và với chiếc xe Honda Future X này em nó có cái màu đỏ và bánh mâm. Đó, Future X. Bánh mâm đĩa trước sau luôn. Đó, Future X bánh mâm đĩa trước sau luôn. Hai đĩa em còn. Em này thì mang biển số là 55Z84742. Và với chiếc xe Honda Future X này thì mình mong muốn bán với giá là 18.500.000. Đó, 18.500.000 chiếc xe Honda Future X. Future X bánh mâm bánh đĩa. Và tất cả là xe là mình mong muốn các bạn cứ lấy thử xe, test xe các kiểu. Đó, xong rồi vừa ý chiếc nào mình mời các bạn các chị cùng ra ký cầu công chứng mua em xe tên. Sau khi ký cầu công chứng mua em xe tên thì các bạn các chị mà muốn làm kèm thêm hay là làm cái gì đó thì mình sẽ cho em làm thôi, hoàn toàn miễn phí luôn, không có tiền thêm bất cứ gì. Và đồng thời các chị cũng cái gì mình cũng khuyên các bạn các chị là hãy cố gắng tới tận nơi để mình trải nghiệm cũng như là mình